Nấm ơi, nấm vô tay bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Nấm ngon như vậy mà không ăn? Hết hồn à, đâu về vậy? Mới đi chợ gì à? Hôm nay Minh Vương có một cái dĩa nấm linh chi trắng nè, rất là hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ mới phát hiện nấm linh chi có một cái mùi thơm rất là đặc biệt. Xin có biết là mùi gì không? Đó là mùi sữa. Đúng, sao hay vậy ta? Ta là đầu bếp mà. Có gì trên đây vậy? Và rất là trùng hợp, xin sao? Cũng có nấm nè. Biết nấm gì không? Không. Đây là nấm đông cô bông hay còn gọi là nấm Nhật. Thì bữa nay cũng đi chợ để tìm nấm để chuẩn bị cho món ăn ngày rằm sắp tới nè. Có thể mình kết hợp với nhau để thành một món được không nè? Nghe thú vị đó. Đậu hũ hấp nấm Nhật, mềm ngon, bất tận. Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Món ngon mỗi ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cái đầu tiên chúng ta cần làm là cắt đôi miếng đậu hũ ra, khứa những cái đường như vậy. Rồi, chúng ta sẽ ướp vào đây một muỗng tiêu sọ bể, cần hai muỗng canh nước tương Phú Sĩ nữa Minh Phương. Đậu hũ thì rất là hợp với cái mùi của nước tương đúng không nào? Chúng ta cần thêm một muỗng cà phê, hạt nêm, aji ngon, nấm hương và hạt sen nữa nha. Các bạn nên nhớ chúng ta khứa một bên đậu hũ để đậu hũ dễ thấm gia vị hơn khi hấp nha. Sơ chế cái phần nấm đông cô bông, cái loại này mình dễ tìm nhất vẫn là nấm khô. Thì mình mua về xong mình sẽ ngâm mềm, cắt bỏ chân và bây giờ mình sẽ thái lát ra. Đối với những loại nấm mà cụ thể đối với nấm bông này chắc chắn là hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, có đúng không xin? Đối với tất cả các loại nấm thì hầu hết là dinh dưỡng rất là cao. Nhưng mà đặc biệt ở nấm đông cô bông thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị dai giòn giống như khi mà chúng ta ăn bào ngư vậy đó. Wow, ngon đến như vậy á hả? Sả này chúng ta sẽ đập dập và chúng ta sẽ cắt khúc nó. Như vậy là trong món hấp ngày hôm nay thì còn có sả cây nữa. Và tiếp theo thì cái phần tiêu xanh này chúng ta sẽ làm dập nó đi. Cái phần tương hột chúng ta băm nhỏ nó ra để tạo nên mùi đặc trưng cho cái món ăn. Và phần cần tàu non này chúng ta sẽ cắt khúc luôn. Tất cả đã sẵn sàng. Rồi, có chảo đây, Minh Phương sẽ mở lửa luôn nha. Cần khoảng một muỗng canh dầu ăn. Dầu đã nóng thì chúng ta sẽ cho cái hành bao rô vào. Phần sả đã đập dập khi nãy. Và phần tiêu xanh luôn, tương hột nữa. Kế đến đó là... Kế đến là ớt. Wow, thơm quá. Và chúng ta sẽ xào cho thơm cái phần sả, tiêu, ớt và tương hột này lên. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái phần nấm đông cô bông vào. Mình sẽ cho nấm đông cô bông vào trước, nấm linh chi hả xin ơi? Đúng rồi, và sau khi xào thơm cái phần nấm đông cô bông và tất cả gia vị đó thì chúng ta sẽ thêm cái phần nấm linh chi vào. Và để thêm phần đậm đà cho cái món sốt này, chúng ta cần thêm một muỗng canh nước tương Phú Sĩ nữa Minh Phương. Wow. Và còn một gia vị cuối cùng. Thấy sẵn ở trên bàn là một là chén dừa rồi. Là chúng ta cần khoảng nửa chén nước dừa. Như vậy là được rồi, tại bởi vì chúng ta cần một thời gian hấp nữa cho nên không cần phải đun quá lâu. Đối với món này các bạn nên nhớ chúng ta xào tương hột với sả để tạo mùi thơm đặc trưng cho món ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một ít nấm để xuống phía dưới. Và xin nghĩ là trong thời gian mà xin chuẩn bị cái phần này đó thì xin cũng cần một cái nồi hấp đó Minh Phương. Rồi, Minh Phương đi lấy ngay. Có rồi xin ơi, Phương mở lửa lên nha. Chúng ta giữ lại luôn cái phần nước tương nha Minh Phương. Và cuối cùng chúng ta cần thêm hai nhánh tiêu xanh nguyên nữa. Để trang trí cho đẹp mắt đúng không? Đúng rồi, bây giờ xin nhờ Hương dỡ nắp ra nha. Rồi, sẽ rất là nóng nè. Mình mở từ từ thôi hen. Ôi. Vì nấm đã chín, đậu hũ thì cũng đã chín rồi, cho nên chúng ta chỉ cần hấp khoảng 15 phút để cho đậu hũ và nấm thấm đẫm gia vị là được. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần đậu hũ đã hấp ra. Sau khi lấy ra xong thì chúng ta cần một ít nước cốt dừa. Trong món hấp ngày hôm nay có thêm nước cốt dừa nữa hả xin? Đúng rồi Minh Phương biết không? Khi mà sả kết hợp với tương hột và nước cốt dừa là ba cái gia vị cực kỳ phù hợp với nhau. Wow. Ít lá cần lên trên, một vài sợi ớt nữa, gừng chiên giòn. Gừng chiên giòn. Đúng rồi, và món ăn chúng ta đã hoàn tất. Nấm dai ngọt, ăn cùng đậu hũ mềm tươi, thấm vị đậm đà, thơm thơm vị tương, cay nhẹ vị tiêu, tất cả tan ra, hòa cùng vị béo béo từ nước cốt dừa, tạo nên một món ăn đặc sắc đến ngất ngây. Món ăn ngày hôm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị cho những ai yêu thích sự thanh đạm và nhẹ nhàng. Làm ngay món ăn này để đãi cả gia đình của mình các bạn nhé.